Thiện Nam tử trên trời thiện biến hóa có hương tên là Đoạt ý, nếu đốt lên một viên thì trong 7 ngày khắp mưa xuống tất cả các đồ tra nghiêm. Thiện Nam tử ta chỉ biết điều hòa hương pháp này như các đại bồ tát xa lìa tất cả các tập khí ác, chẳng nhiễm dục thế gian vĩnh viễn dứt dưới phiền não chúng ma, vượt qua các cõi dùng hương trí huệ tự tra nghiêm, nơi các thế gian đều chẳng nhiễm trước, thành tựu đầy đủ giới không chấp trước tịnh trí huệ không chấp trước du hành cảnh giới không chấp trước đối với tất cả mọi nơi đều không chấp trước tâm đều bình đẳng không chấp không nương tựa mà ta làm sao biết được những diệu hạnh đó nói được những công đức đó hiển bày hết thảy giới môn thanh tịnh đó thị hiện nghiệp làm không lỗi lầm đó biện được hạnh thân miệng ý lìa ô nhiễm đó thiện nam tử ở hướng nam này có một thành lớn tên là lầu cát trong thành đó có vị thuyền sư tên là bà thi la người hãy đến đó hỏi bồ tát làm thế nào học bồ tát hạnh tu bồ tát đạo bấy giờ thiện tài đồng tử đành lễ trường giả yêu bát la hoa đi nhiễu quanh vô lượng vòng ân cần chiêm ngưỡng rồi tử tạm mà đi